Chào các bạn, hôm nay thì tôi cùng với các bạn sẽ thiết kế một cái tài liệu ở trên PowerPoint. Thế thì từ trước đến nay thì người ta thường nói là PowerPoint thì chỉ có để là soạn các cái bài giảng thôi. Tuy nhiên nếu như mà bây giờ các bạn muốn có một cái tài liệu để các bạn hoặc là cũng trình chiếu hoặc là in ra thành một cái bìa cuốn sách hay là một cái chuyên đề nào đó, các bạn hoàn toàn có thể thiết kế trên PowerPoint. Ví dụ đây là một cái tài liệu mà tôi vừa mới thiết kế xong. Các bạn có thể thấy là tôi cũng chia ra làm các cái trang. Đó, các cái trang như thế này. Và khi các bạn xuất ra và các bạn in thì nó cũng giống như thế này thôi. Đây là hai cái cuốn tài liệu mà tôi đã in ở cái trang PowerPoint này ra đây. Sau khi tôi thiết kế xong thì tôi đã in hai cuốn tài liệu này ra. Thì các bạn có thể thấy là về mặt hình thức thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế được những cái tài liệu và chúng ta in ấn ra như thế này. Đây chính là cái trang PowerPoint tôi đã in ra đây. Đấy. Và như vậy là chúng ta thiết kế tùy chúng ta mong muốn là sẽ thiết kế cái tài liệu như thế nào thì do hoàn toàn là do chúng ta. Đây. Thế làm nào để chúng ta thiết kế lên được những cái trang giống như thế này? Thế thì bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Bây giờ tôi sẽ mở một cái slide mới này. Các bạn vào cái new. À, create, tạo ra một cái. Thế bây giờ chúng ta định dạng nó. Định dạng nó thì chúng ta vào cái design này. Chúng ta vào cái trang setup này. Setup cái trang này. Thế thì chúng ta muốn cái khổ của cái trang này như thế nào? Khổ giấy. Đây, A4 này. Này, khổ giấy A4. Thì chúng ta vào đây. A4 này, chúng ta theo cái chiều đứng của cái thì chúng ta vào này. Đó. Đây là chiều nằm ngang nhé. Đây là chiều đứng này. Còn đây là khổ nhé. Đấy, các bạn hãy vào cái này, size này. Đấy, ta vào A4, nó cho chúng ta nhiều cái mẫu rồi chúng ta có thể tự chọn được, nhưng ở đây thì thôi ta cứ lấy A4 đi. Ok nhé. Ok đó, nó sẽ cho chúng ta cái khổ giấy A4 theo chiều đứng. Chúng ta bỏ đi những cái khung có sẵn này. Thế bây giờ chúng ta tạo nhé. Nếu bây giờ đầu tiên là tôi muốn tạo một cái hình nó giống như một cái kẹp giấy của chúng ta, tài liệu, kẹp tài liệu ạ. Chúng ta vào Insert này. À, chúng ta vào cái shape. Chúng ta tìm các cái hình thù mà chúng ta muốn. Đây thì tôi sẽ chọn cái hình này. Để tự tôi sẽ vẽ lên theo cái hình thù của tôi. Đấy. Đây, tôi sẽ bắt đầu vẽ này. Để cho nó chính xác, các bạn có thể vào cái view cho nó rộng ra. View. Ở đây thì chúng ta đang để có 47%, chúng ta vào 100% đi. Đó, view rộng nó ra này. Đấy, xong chúng ta bắt đầu vẽ. Vẽ chúng ta để từ cái góc mà chúng ta muốn này. Đây. Tôi bắt đầu từ đây chẳng hạn. Kéo nó lên, kéo thẳng nó lên, kéo thẳng lên này, xong là chúng ta kéo chéo lên đây, kéo xuống đây. À, chúng ta nhập vào cái điểm đầu này. Đấy, thế thì chúng ta đã được một cái ô theo cái hình thù mà chúng ta muốn. Chúng ta trở lại cái chức năng Home, chúng ta điều chỉnh nó là màu nhé. Thì chúng ta vào cái đồ màu này này, chúng ta muốn màu gì. Đây tôi chọn màu vàng. Đấy, chúng ta có thể chọn màu nhạt hơn, tùy tùy cái tông mà chúng ta muốn. Đây tôi chọn cái tông này chẳng hạn. Tông này. Thế thì các bạn nhớ khi các bạn đã chọn cái tông cho cái nền này rồi thì xung quanh nó vẫn còn cái đường viền này là đường màu xanh, thì chúng ta vào cái chức năng đường viền này, outline này, outline shape này. Đó,
chúng ta lại phải vào cái màu đúng như cái màu nền đó. Đây. Đấy, như vậy. Đây này, trên này nó đổ là cái nền này. Đây là ven này. Bây giờ thì chúng ta đã được một cái như thế này rồi. Đó. Thế tương tự như thế thì chúng ta có thể làm ở cái góc trên. Chúng ta lên cái góc trên này. Đó. Chúng ta muốn cái tài liệu của chúng ta đó, có thêm những cái đường khác nữa thì chúng ta có thể tạo ra các cái đường. Đây chúng ta vẽ một cái hình. Đấy là hình tam giác vuông. À, thì kéo theo chiều này. Đấy nhé, các bạn nhớ nhé. Vào cái cạnh này chúng ta thấy thì nó cho này. Là chúng ta muốn nó ngược lại, chúng ta kéo nó xuống đây. Đó, thì nó sẽ cho ngược lại. Chúng ta đẩy cái này lên trên. Thế là xong. Và chúng ta cũng lại vào đổ màu. Đây, nhớ nhé, chúng ta đổ màu ở đây. Đấy, thế thì nó đổ màu đây. Thế là nó đã được một cái hình thù cái tài liệu rồi. Đó. Thế bây giờ chúng ta đi tìm các cái logo để chúng ta đưa vào. Đó. Thế thì lúc này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đi tìm logo như thế nào. Đầu tiên thì các bạn hãy thoát những cái trang tôi thoát bớt những cái trang đi. Chúng ta sẽ vào mạng internet. Chúng ta tìm kiếm logo. Các bạn nếu là cơ quan mình có logo ở trên mạng thì cũng có thể tìm. Đấy, ở đây thì tôi cứ gõ một cái từ chung là logo. Chúng ta vào hình ảnh. Đấy. Nó ra rất là nhiều logo. Ví dụ tôi thích cái logo này chẳng hạn. Logo này chẳng hạn. Thế thì bình thường thì các bạn sẽ lưu cái logo này vào trong cái file ảnh, sau đó là insert vào đúng không ạ? Thế thì hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là các bạn không cần phải lưu. Các bạn lại mở lại cái bài thiết kế của các bạn ra. Đó, xong đó các bạn vào insert. Các bạn vào chụp màn hình. Đây. Chụp màn hình. Đấy, và các bạn vào cái chức năng chụp này cho tôi. Đấy, thế lập tức nó trở lại cái trang mà các bạn đang mở. Thì bây giờ các bạn hãy cắt cái phần logo này. Các bạn muốn rộng, muốn hẹp như thế nào? Các bạn cắt cái phần logo này vào. Đấy, và lập tức nó sẽ insert vào đây. Tức là các bạn chụp màn hình vào đây. Và lúc này các bạn đặt cái logo tùy các bạn muốn to muốn nhỏ đó. Thế sau đó các bạn có thể chèn chữ vào. Ừ. Đây thì tôi sẽ gõ cái chữ hướng dẫn tạo tài liệu sinh động. Đấy, cái phông chữ này tôi muốn đổi, các bạn Ctrl A vào. Đấy, và các bạn vào cái chữ mà mình muốn. Các bạn tìm cái phông chữ mà mình cảm thấy hài lòng.
Đây, ta lấy Arial chẳng hạn. Chúng ta có thể thay đổi kích cỡ đi. Chỉ hướng dẫn tôi cho nhỏ đi. Các bạn có thể di chuyển để cho nó phù hợp. Đấy, và bây giờ các bạn có thể thêm các cái ô chữ khác. Ví dụ như là chúng ta gõ lời cảm ơn chẳng hạn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng ta đẩy nó vào. Khi mà các bạn thiết kế thì nhớ là cái phông chữ thì chúng ta có thể để nó khác nhau. Cái này thì chúng ta nên để phông chữ nhỏ ở đây, tôi để phông chữ 10 thôi. Đấy. Mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ tôi làm các video tiếp theo. Đấy. Thế đây tôi đã thiết kế một cái đoạn text. Đấy. Lúc này chúng ta có thể đặt nó ở những cái vị trí khác nhau. Đấy. Và chúng ta muốn xem là cái bản trình bày của chúng ta nó đã cân đối chưa thì các bạn vào cái view này, fit to window. Đấy, thì nó hiện lên cả một cái trang. Đó, và chúng ta đã được một cái trang cái mà chúng ta tạo thành một cái tài liệu nhìn nó hấp dẫn hơn là chúng ta để một cái trang trắng xong chúng ta gõ chữ lên. Hôm nay thì tôi mới hướng dẫn các bạn như vậy và mong các bạn hãy ủng hộ bằng cái cách đăng ký kênh, và chúng tôi sẽ sản xuất tiếp các cái video hướng dẫn cách mà các bạn tạo ra các cái tài liệu sinh động hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.